Bí ẩn 10 dị vật mang lời nguyền chết chóc. Những món cổ vật hàng ngàn năm tuổi, những viên đá quý giá trị hàng triệu đô, những món đồ nội thất trang trí nổi tiếng. Trên thế giới này tồn tại rất nhiều hiện vật có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần mà chúng ta luôn ao ước được sở hữu. Thế nhưng không phải món đồ nào bạn cũng có thể sở hữu. Trước khi bạn thực sự đem những thứ quý hiếm ấy về nhà của mình, hay thậm chí chỉ là đặt tay lên những đồ vật này, bạn nên kiểm tra kỹ lưỡng về nguồn gốc và lịch sử của chúng. Mặc dù giới khoa học đã giải mã được rất nhiều bí ẩn trong tự nhiên, nhưng đâu đó trong cuộc sống, những hiện tượng dị thường vẫn xuất hiện mà không ai hiểu nổi. Vậy hôm nay, hãy cùng tìm hiểu với ký sinh não về 10 hiện vật được coi là bị nguyền rủa vẫn tồn tại trên thế giới cho tới ngày nay qua video nhé. 10. Những chiếc mặt nạ chiến binh Maori. Người Maori là người bản địa của New Zealand. Theo phong tục của họ, trước giờ xung trận, họ sẽ khắc tạc một chiếc mặt nạ vì họ tin rằng nếu một người chiến binh chết đi, linh hồn của anh ta sẽ quay lại và trú ngụ trong chiếc mặt nạ này. Mặc dù những chiếc mặt nạ này không mang lại điềm gở hay vận rủi đến đàn ông, nhưng với những phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai, sẽ gặp điều không tốt ngay cả khi chỉ cần đến gần những chiếc mặt nạ này. Một viện bảo tàng ở Anh khi trưng bày những chiếc mặt nạ này đã phải đặt biển cảnh cáo quanh khu vực của chúng để cảnh báo cho những nữ khách tham quan. 9. Viên kim cương Koh-i-noor. Cũng như cái tên kỳ lạ của nó, viên kim cương 109 carat cực kỳ hấp dẫn này cũng sở hữu một sức mạnh không tầm thường chút nào. Ngược lại với những chiếc mặt nạ Maori, viên kim cương Koh-i-noor mang lại may mắn cho những người phụ nữ sở hữu nó, nhưng lại là điểm xui xẻo với những người đàn ông từng là chủ nhân của mình. Theo truyền thuyết, viên kim cương này bắt đầu mang lời nguyền kể từ khi nó bị đánh cắp khỏi vị thần Krishna. Viên đá quý Koh-i-noor nổi tiếng vì nó thường đem lại cuộc chiến và bạo lực. Hoàng đế Seshasuri của Ấn Độ nổi tiếng thiện chiến và dũng mãnh đã bỏ mạng trong một vụ nổ pháo thúc súng ngay sau khi sở hữu viên kim cương này. Con trai của ông ta, Jala Khan, sau khi kế thừa viên kim cương từ cha của mình cũng bị người anh rể sát hại. 8. Quân đội tượng bằng đất nung. Vào năm 1974, 7 người nông dân Trung Quốc đã vô tình phát hiện ra một di chỉ khảo cổ là một đội quân bằng đất nung dưới lòng đất. Mặc dù phát hiện này đã mang lại sự nổi tiếng cũng như làm giàu cho ngành du lịch Trung Quốc, nhưng những người nông dân năm xưa lại không được may mắn như vậy. Trong số 7 người này, 3 người đã chết trong vòng vài năm sau đó dù họ còn khá trẻ. Những người còn lại mặc dù vẫn giữ được mạng sống của mình nhưng mùa màng của họ lại không được như ý muốn. Hơn nữa, nông phẩm của họ bán ra lại thu được quá ít tiền. Cuối cùng, những người còn sống chìm trong nợ nần và sống đến cuối đời trong cảnh túng quẫn. 7. Bức tranh cậu bé khóc. Nếu như những hiện vật trên chỉ đem lại cho chủ nhân của chúng những vận đen không rõ ràng, thì bức tranh cậu bé khóc lại đem đến một hiện tượng siêu nhiên. Bức tranh này từng rất được ưa chuộng trong các ngôi nhà ở Anh. Nhưng cho đến thời điểm những năm 1980, những căn nhà treo bức tranh này đột nhiên bị hỏa hoạn. Điều gây ngạc nhiên cho mọi người đó là mặc dù những căn nhà và mọi đồ đạc khác đều bị lửa quét sạch, nhưng những bức tranh này đều hoàn toàn nguyên vẹn. Kể từ đó, mọi người tin rằng bức tranh này sẽ mời gọi ngọn lửa đến căn nhà của bất cứ ai sở hữu nó. 6. Viên Sapphire Dali. Vào nửa đầu thế kỷ 18, viên đá quý Dali bị đánh cắp và đưa đến Anh từ một đền thờ của Ấn Độ. Viên đá này nổi tiếng vì đem lại vận rủi về sức khỏe và tài chính cho chủ nhân. Người cuối cùng sở hữu viên đá Dali là nhà văn Edward Heron Allen. Ngay sau khi có được viên đá, ông đã liên tiếp gặp những chuyện không may và quyết định vứt món đồ giá trị này xuống một ống cống. Tuy nhiên, một nô lệ khá trung thực đã tìm thấy viên đá và đem trả lại cho Edward. Cuối cùng, nhà văn kém may mắn này đã gửi Dali đến một viện bảo tàng với lời dặn rằng mọi người chỉ được đụng đến nó 3 năm sau khi ông ta chết. Câu chuyện của Dali chỉ được biết đến khi người quản lý bảo tàng ghi lại câu chuyện của viên đá này kèm với việc trưng bày nó. 5. Viên kim cương Hope. Viên kim cương Hope hiện nay đang được trưng bày tại bảo tàng Smithsonian. Tuy nhiên, trước khi đến được đây, viên đá quý này đã phải trải qua cuộc hành trình rất dài. Sau khi bị một thầy tu đánh cắp khỏi một ngôi đền, viên kim cương này bắt đầu mang trên mình một lời nguyền khủng khiếp. Vị thầy tu đánh cắp viên kim cương này đã bị hành xác và xử tử một cách dã man do tội lỗi của ông ta. Khi viên đá quý này lọt vào bộ sưu tập của một nhà buôn ngọc người Pháp, Jean-Baptiste Fournier, nó cũng khiến ông ta chết một cách đau đớn do bị một đàn chó dại sâu xé. Chủ nhân của viên đá quý này thường bị giết một cách đẫm máu, đau đớn. 4. Đá Uluru. Ngọn núi bất phàm Uluru của Australia được mệnh danh là cái rốn của trái đất. Núi Uluru là một địa danh nổi tiếng và thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan mỗi năm.
Và do việc đem lại một hòn đá ra khỏi quốc gia không phải là một việc làm phi pháp, rất nhiều khách du lịch đã lấy những hòn đá Uluru về nhà như một món quà lưu niệm. Tuy nhiên, ngọn núi linh thiêng của thổ dân bản địa sẽ không để yên cho những người dám lấy đi một phần của mình như vậy. Những du khách dám xâm phạm Uluru thường gặp phải những điều không may mắn. Hàng năm, những người quản lý khu vực Uluru nhận được rất nhiều thư tín có chứa những mẩu đá từ Uluru gửi trả và kèm theo đó là những lời xin lỗi. 3. Tảng đá Blenny. Nếu được đặt chân đến Ireland, bạn chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội đến lâu đài Blenny và hôn lên tảng đá huyền thoại này. Mặc dù hôn lên tảng đá này được coi là sẽ mang lại điều may mắn, nhưng nếu phá hoại và cố gắng đưa một mẩu đá Blenny về, bạn sẽ gặp phải những điều không may. Những người đánh cắp đá Blenny thường gặp phải những điều không may như mất việc làm, khó khăn về tài chính hay cảm thấy suy nhược về tinh thần, sức khỏe. Và cũng giống như Uluru, những mảnh đá của Blenny vẫn được gửi trả về từ những người liều lĩnh phá hủy tảng đá linh thiêng này. 2. Viên kim cương Black Olaf. Viên kim cương đen nổi tiếng này còn có tên gọi khác là con mắt của Brahma. Một nhà sư đã đánh cắp Black Olaf khỏi một điện thờ Hindu. Trong cuộc hành trình của mình, Black Olaf đã qua tay rất nhiều nữ chủ nhân và đều mang lại cái chết cho họ. Những người từng sở hữu Black Olaf có xu hướng tự tử và có đến 2 trong số đó nhảy từ tầng cao của cùng một tòa nhà xuống. Hiện nay, Black Olaf thuộc quyền sở hữu của một thợ kim hoàn tại New York. 1. Người băng. Trong danh sách này, có lẽ người băng là di vật nổi bật nhất vì đây là xác của một con người chứ không phải một món đồ vô tri vô giác. Vào năm 1991, một phần xác của một nam giới đã chết cách đây khoảng 5.000 năm được phát hiện tại khu vực dãy Alps. Sau khi được phát hiện, trong vòng 13 năm, 7 người góp công trong việc tìm thấy cái xác này đã lần lượt bỏ mạng một cách đột ngột, phi tự nhiên. Trong số những cái chết này, một người tử vong trong một vụ tai nạn giao thông khi đang đến buổi thuyết trình về người băng. Một người khác bị chết trong một vụ lở tuyết. Ngoài ra còn một vài người bị chết do nhiễm trùng máu ngay sau khi vừa tìm thấy người băng và một vài trường hợp bị ngã xuống vực. Vậy các bạn có cảm nghĩ sao về những điều này? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích, đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh YouTube của Ký Sinh Não để cùng tiếp tục theo dõi những video thú vị tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.